Trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay, trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và không quên nhắc quý vị, chiều ngày hôm nay 4 giờ chiều ở tại khu Grand Century Mall sẽ là cuộc gặp gỡ với các ứng cử viên gốc Việt tranh cử ở các vị trí địa phương, các YouTuber gồm có Phong và Trương Quốc Huy, cũng như các anh chị em nghệ sĩ gồm có Lan Ngọc, Trang Thanh Lan, Phượng Mai, Mỹ Huyền, Diệp Thanh Thanh, Thảo Sương, Hoàng Thanh. Mong rằng quý vị sẽ có mặt ở khu Grand Century Mall ở San Jose vào chiều ngày hôm nay để chúng ta có dịp gặp gỡ cũng như lên tiếng ủng hộ cho người dân Đài Loan trong đại lễ song thập của họ. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần thời sự mỗi một buổi cuối tuần của chúng ta. Đầu tiên hết là Nga mở cuộc không tập sát hại 17 người tiếp theo sau vụ tấn công cây cầu ở tại Crimea. Một cái cuộc tấn công của Nga nhắm vào một cái căn apartment và nhắm mục tiêu vào thành phố ở Zaporizhia khiến cho 17 người bị thiệt mạng và gây thương tích cho hàng chục người khác, các viên chức cho biết vào ngày Chủ nhật. Vụ nổ ở thành phố này diễn ra ở tại sau khi mà Moscow cho biết rằng là cây cầu của họ nối liền ở tại Nga qua tới Crimea đã bị nổ bởi một chiếc xe truck và trong đó gây sập cây cầu này trong một cái cuộc tấn công mới nhất. Và thành phố có tên gọi là Kutat cho biết là các đạn rocket đã bay vào cái thành phố Zaporizhia vào giữa đêm và có ít nhất là 20 ngôi nhà riêng tư và 50 cái tòa building apartment đã bị hư hại và ít nhất 40 người đã được đưa tới bệnh viện. Hàng chục người khác vẫn còn được đang điều trị với những vết thương nhẹ và trong đó thì giới quân sự của Ukraine cũng xác nhận cuộc tấn công này và nói rằng là gây ra hàng chục những cái thiệt hại lớn. Trong những tuần gần đây, Nga gần như là đang tìm cách đánh chiếm lại các khu vực ở miền Nam nơi mà Ukraine đã kiểm soát một phần sau khi mà ông Vladimir Putin đã sáp nhập ít nhất là 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Ít nhất 19 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào những cái căn chung cư ở tại Zaporizhia vào ngày thứ Năm. Các cư dân tại đây cho biết rằng là họ đã tìm cách di tản ra khỏi chỗ này. Việc này diễn ra sau khi mà có một vụ đánh bom vào một cái cầu ở tại Crimea, nối liền giữa Crimea và nước Nga. Và việc đánh bom này đã dẫn tới tình trạng cáo buộc và Nga bắt đầu có những cái thái độ cứng rắn hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lần đầu tiên đài truyền hình Iran đã bị hacker đánh vào và trong đó đã đưa hình ảnh của ông lãnh đạo tối cao trong tầm ngắm của một cây súng sniper. Bản tin mới nhất cho biết là hacker đã nhờ hỗ trợ cho cái cuộc biểu tình bảo vệ cho quyền phụ nữ ở tại Iran đã tấn công vào trong cái đài truyền hình của Iran bằng một cuộc tấn công không gian mạng và trong đó họ đã bỏ hình cái ống dòm của cái cây súng vào gương mặt của nhà lãnh đạo Ayatollah Khamenei sau khi mà cái hình ảnh này đã được đưa lên trên mạng xã hội và kể cả trên đài truyền hình. Trong một cái thông điệp chống lại cái chế độ cai trị thì các nhà hoạt động đã viết cái hàng chữ là Death to Khamenei, tức là tự cái chết đến với Khamenei, và cảnh sát hiện nay là những kẻ sát nhân. Đó là một trong những cái thông điệp họ gửi ra và cuộc đổ máu của những người trẻ nằm trong tay của chính quý vị. Đó là lời phát biểu ở những cái hàng chữ mà đã được đưa lên tiếp theo cái hình của ông Ayatollah Khamenei, trong đó thì đã liên quan tới cái chết của cô gái Mahsa Amini 22 tuổi gốc người Kurd đã chết trong đồn cảnh sát và dẫn tới các cuộc biểu tình hàng loạt diễn ra tại Iran cho tới bây giờ. Cảnh sát đã sử dụng hơi ga để giải tán đám đông ở cái một số nơi tại Tehran. Đó là bản báo cáo của cái cơ quan truyền thông của nhà nước Iran là IANA đã lên tiếng cho biết như trên. Và những người biểu tình đã nổi giận sau cái chết của cô gái này ngày 16 tháng 9 ở tại đồn cảnh sát. Và ít nhất 90 người đã bị thiệt mạng ở khu vực ở phía đông đông ba phía đông nam của Iran trong cái cuộc biểu tình vào ngày 30 tháng 9 và cáo buộc là cảnh sát ở đây đã lạm quyền. Đây được xem là một trong những cái biến động mới nhất liên quan tới tình hình của Iran. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng và tìm cách gọi là chỉ trích tân thủ tướng của Ý sau khi bà Meloni đã lên tiếng và nói rằng sẽ có chính sách cứng rắn hơn với di dân. Đức Giáo Hoàng Francis trong ngày Chủ nhật đã đưa ra một lời bảo vệ cho một số những di dân mà ngài cho rằng là cần phải thảo luận và phải có một cái đường hướng để chống lại cái chính quyền cánh hữu sắp sửa nắm quyền tại Ý.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời phát biểu dựa trên một cái thuyết vào tại thế kỷ thứ 19 về cái tình trạng gọi là những tiền thân của di dân của thế kỷ 20, và trong đó đã có tình trạng xảy ra tại Argentina. Và Đức Giáo Hoàng lên tiếng và nói rằng họ vẫn hỗ trợ rất mạnh cho những cái người di dân đã vượt qua và hy sinh tánh mạng của họ để tìm một cái nơi sống tốt hơn. Ngài đã phát biểu ở một cái quảng trường ở St. Peter Square với khoảng 50.000 tín đồ có mặt tại đây. Và trong đó Ngài nói rằng việc mà có những cái hoạt động được xem là tội ác chống vào di dân, và điều này nó sẽ mang tới cái tử vong cho nhiều di dân hơn. Và tại đặc biệt tại khu vực của Địa Trung Hải là nơi được xem là có nhiều tầng lớp di dân và nhiều thế hệ di dân khác nhau đã tìm cách vượt qua cái vùng biển này. Và trong đó thì bà Giorgia Meloni được xem là sẽ là tân thủ tướng của nước Ý sau cuộc bầu cử vừa qua, và đảng cánh hữu của bà tuyên bố sẽ cứng rắn với tình trạng di dân bất hợp pháp. Đồng thời bà kêu gọi là sẽ sử dụng lực lượng hải quân của Ý ngăn chặn tất cả những khu vực phía bắc của Phi Châu để đề phòng những di dân này sẽ sử dụng tàu và xâm nhập vào nước Ý. Trong khi đó thì Đức Giáo Hoàng tuy không nhắc tới Ý, tuy nhiên bà nói rằng khi mà chuyển những di dân này trở về quê nhà của họ là giúp là vô tình khiến đẩy họ vào cái tình trạng nô lệ mới. Và Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng là phát biểu như trên và dựa trên một câu chuyện của những di dân bất hợp pháp, những người đã sống ở năm 1839 cho tới năm 1905 trong cái phong trào di dân tới Tây Ban Nha và của Ý trong giai đoạn đó. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Do Thái đã săn lùng kẻ bắn ở trong một cái vụ tấn công ở tại Jerusalem. Cảnh sát đã bắt nhất là 3 người Palestine bị tình nghi là đã có liên hệ tới một vụ bắn vào ngày Chủ nhật ở tại cái trạm kiểm soát ở Jerusalem, giữa lúc mà giới chức an ninh đang tìm kiếm cái nghi can thật sự là tay súng. Việc bắn này diễn ra nhắm vào cái trạm xét quân sự của Do Thái ở tại phía đông Jerusalem vào tối ngày thứ Bảy, và sát hại ít nhất là một nữ binh sĩ của Do Thái và gây thương tích cho 3 người khác, và khiến một trong 3 người đó đang bị thương trầm trọng theo tường trình của phía Do Thái cho biết. Và người nữ quân nhân bị thiệt mạng có tên là Noa Laza, 18 tuổi. Và vụ đẫm máu này được xem là vụ bạo động đẫm máu mới nhất ở khu vực trong vòng 7 năm qua, và nó diễn ra chỉ một ngày sau khi mà phía Do Thái đang chúc mừng cho cái tuần lễ ngày nghỉ lễ của họ là Sukkot, được xem là có hàng ngàn người Do Thái giáo đã viếng thăm khu vực ở phía đông Jerusalem. Cảnh sát cho biết là họ đã khai triển một lực lượng lớn bao gồm cả binh sĩ lẫn các lực lượng quân đội để săn lùng cái tay súng này. Trong khi đó thì thủ tướng Do Thái là ông Yair Lapid đã lên tiếng và chia buồn với gia đình của nữ binh sĩ là Laza, và trong đó ông nói rằng chúng ta sẽ không im lặng và chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi nào chúng ta đưa tất cả những tên sát nhân này ra trước công lý. Và cuộc tấn công này diễn ra vài giờ sau khi mà có hai trẻ vị thành niên của Palestine đã bị thiệt mạng trong cái cuộc đột kích của quân đội Do Thái ở khu vực ở vùng Tây Ngàn. Và một ngày trước đó thì hai cái người thiếu niên Palestine này, một người 14 tuổi, một người 17 tuổi, đã bị thiệt mạng sau khi mà phía Do Thái đã bắn ở trong hai cái vụ đối phó khác nhau ở tại khu vực vùng Tây Ngàn. Các nhóm tranh đấu cho dân quyền đã lên tiếng và nói rằng lực lượng của Do Thái đã sử dụng cái biện pháp vũ lực quá tay đối với những người Palestine. Đây được xem là một trong những vụ bạo động mới nhất diễn ra ở tại khu vực ở Trung Đông, và có thể dẫn tới một tình trạng mới hơn. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là cuộc thăm dò của Emerson cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn trước ông Joe Biden tới 8 điểm tại Iowa. Trong một cái cuộc thăm dò về giữa ông cựu Tổng thống Donald Trump và ông Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, nếu như ông Trump ra tranh cử, của công ty thăm dò có tên là Emerson cho thấy là riêng tại tiểu bang Iowa thì người ta vẫn ủng hộ cho ông Trump nhiều hơn, và so với ông Biden là 8 điểm. Cuộc thăm dò này nói rằng 47% vẫn ủng hộ cho ông Trump so với 39% ủng hộ cho Joe Biden năm 2024. Và cuộc thăm dò này cũng cho thấy 38% cử tri nói rằng việc mà FBI đột kích vào Mar-a-Lago là không ảnh hưởng tới sự ủng hộ cho ông Trump vào năm 2024. Tuy nhiên 34% nói rằng cuộc tấn công này đã khiến cho họ càng ủng hộ hơn cho cựu Tổng thống Donald Trump, và 28% nói rằng sẽ làm cho họ ít ủng hộ hơn. Hầu hết cử tri của Iowa, 56% đã bất mãn với cái vai trò tổng thống của ông Joe Biden, và trong 34% thì ủng hộ và 10% thì giữ thái độ gọi là trung lập.
Trong đó thì 45% cử tri của Iowa nói rằng nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất, và tiếp theo sau cái sự gọi là đe dọa cái nền dân chủ là 17%, việc phá thai là 12%, chăm sóc sức khỏe là 7% và vấn đề di trú là 7%. Các cử tri vẫn quan tâm vấn đề hầu hết là quan trọng là kinh tế. Đó là lời phát biểu của ông Judge Kasich, người đang chiếm khoảng 61 điểm so với lại nhân vật khác của đảng Dân Chủ. Trong đó thì gần như là phía tây bang Iowa vẫn là một cái thành trì vững chắc của cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay thì các cái hợp đồng được xem là chuyển di dân bất hợp pháp vẫn diễn ra trong vài tháng tới. Ít nhất là cái cơ quan về vận giao thông vận tải của tiểu bang Florida cho biết họ vẫn tiếp tục ký kết với những cái công ty mà về xe bus để chuyển những di dân bất hợp pháp trong vài tháng tới. Việc này đã được ký kết vào tháng 9 giữa cái Bộ Giao thông Vận tải của tiểu bang Florida, gọi tắt là FDOT, cùng với một cái công ty gọi là Veto System Company, một công ty toàn diện và cung cấp cái việc mà chuyển người này và kéo dài cho tới tháng 6 năm 2023, tức là thêm gần một năm nữa. Tuy nhiên thì để thực hiện cái hợp đồng này thì FDOT cần phải hủy bỏ một số những cái việc mà mua thêm một số những cái xe bus của họ. Trong khi đó thì công ty Veto cho biết là họ vẫn cung cấp đầy đủ tất cả những cái di chuyển hỗ trợ cho con người, và trong đó được sự hỗ trợ của cơ quan FDOT để chuyển những di dân bất hợp pháp này qua những thành phố khác. Và trong đó cho thấy rằng giá trung bình cho một chuyến bay cho ít nhất là 8 hành khách là 325.000 và 485.000 cho mỗi một chuyến bay lên tới 25 hành khách, và 625.000 cho mỗi chuyến bay lên tới 65 hành khách. Và toàn bộ ngân sách mà chuyển di dân bất hợp pháp này nằm trong cái ngân sách là 12 triệu Mỹ Kim. Trong đó công ty Veto sẽ hoàn tất ít nhất 2 chuyến bay với 50 hành khách từ Florida, và trong đó sẽ yêu cầu chi ra là khoảng 615.000 cho mỗi chuyến bay từ ngày 7 cho tới ngày 15 tháng 9. Bản tin cho biết như trên, đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tiểu bang Florida. Cùng một lượt thì bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thì đầu tiên hết vẫn là bản tin thời sự hàng đầu. Philippines và Hoa Kỳ đã có cuộc tập trận lớn với sự tham dự trong vai trò quan sát viên của cả Nhật Bản lẫn Nam Hàn. Hoa Kỳ và Philippines đã có cuộc tập trận hàng hải kéo dài 2 tuần lễ, và trong đó để gia tăng cái khả năng hợp tác quân sự giữa đôi bên với Nam Hàn và Nhật Bản đóng vai trò là quan sát viên lần đầu tiên trong cuộc tập trận này. Cuộc tập trận này có tên là Commander Six được diễn ra tại khu vực ở đảo Luzon, Batanes và Palawan của Philippines từ ngày 3 tây tháng 10 cho tới ngày 14 tây tháng 10, với tổng cộng là 530 binh sĩ thủy quân lục chiến của Philippines và 2.550 thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, cộng với lại 100 binh sĩ về hải quân và không quân của Philippines. Và trong đó thì phía Nhật Bản cho biết họ có khoảng 30 binh sĩ, và phía Nam Hàn cho biết họ có khoảng 100 binh sĩ và sĩ quan sẽ đóng vai trò quan sát các cái cuộc tập trận này với lại thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Và cuộc tập trận Commander là một cái mô thức mà chúng tôi dùng để gia tăng cái khả năng quốc phòng huấn luyện giữa các đồng minh ở khu vực. Tư lệnh Ron Jesus Candes đã lên tiếng phát biểu như trên, và ông là được xem là chỉ huy trưởng của lực lượng thủy quân lục chiến tại Philippines. Và cuộc tập trận này bao gồm luôn việc bắn đạn thật ở khu vực phía trung tâm của Luzon, nơi được xem là có cái gần khu vực của eo biển Bashi Channel. Trong đó thì phía Philippines cho biết là họ sẽ tập trận chung, và lực lượng Hoa Kỳ có tổng cộng là đang lúc là có cuộc tập trận chung với lại 1.400 binh sĩ của Nhật Bản ở trên cái khu vực này và ở khu vực của Nhật Bản, và trong đó thì họ cũng tham gia thêm tất cả những cái cuộc tập trận khác. Và cuộc tập trận này dựa trên cái thỏa ước và đồng minh giữa Philippines và của Hoa Kỳ năm 1951 gọi là Mutual Defense Treaty, trong đó là gia tăng cái khả năng quốc phòng giữa hai quốc gia. Đây được xem là cuộc tập trận lớn nhằm đối phó và kiềm chế với Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay, Bắc Hàn lại bắn thêm 2 hỏa tiễn đạn đạo, và đây là lần thứ 7 trong vòng mười mấy ngày qua.
Bắc Hàn lại bắn thêm hai hỏa tiễn đạn đạo vào ngày Chủ nhật sáng ngày hôm nay. Các giới chức ở cái quốc gia láng giềng cho biết, và đây là lần thứ 7 mà Bình Nhưỡng đã bắn trong vòng hơn 2 tuần lễ qua, một lời báo động với Washington và đồng minh của họ là Tokyo và Seoul. Các giới chức tại Nam Hàn, tức là ở thủ đô Seoul, cho biết rằng là phía Bắc Hàn đã bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo này và được xem là căng thẳng nhất kể từ năm 2017. Và trong ngày Chủ nhật thì các hỏa tiễn đạn đạo này với cái tầm bắn của họ là khoảng 350 km, 300 km, tuy nhiên họ bắn khoảng 100 km theo tường trình của phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra. Và lần đầu tiên là cái cuộc thử đầu tiên là lúc 1:47 sáng, và cuộc bắn thử thứ hai là chỉ 6 phút sau đó. Và họ nói rằng các cái này nó các cái hỏa tiễn này nó đã rớt ở bên ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, và trong đó các giới chức đang tìm xem hiểu xem là họ sử dụng những cái hỏa tiễn này và họ bắn bằng bệ phóng ở trên đất liền hay là bắn bằng các cái tên thủy đỉnh từ ở dưới mặt nước. Lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết họ vẫn đang tìm cách quan sát cẩn thận với đồng minh về các biến chuyển mới đang có hành động mà họ mô tả là có một cái tác hại gây bất ổn của Bắc Hàn khi mà Bắc Hàn bắt đầu tiếp tục thử những hỏa tiễn đạn đạo của họ. Trong khi đó, phía Hoa Kỳ vẫn cam kết là tiếp tục có các cuộc tập trận với Nam Hàn và của Nhật Bản. Trong ngày thứ ba thì tuần trước thì Bắc Hàn đã bắn thử ít nhất là cái hỏa tiễn đạn đạo bay ngang qua bầu trời của Nhật Bản, và sau đó thì phía Tokyo đã phản ứng quyết liệt và đã lên tiếng chỉ trích khá mạnh mẽ. Trong khi đó thì phía Bắc Hàn vẫn cương quyết cho rằng cuộc tập trận của Hoa Kỳ với các đồng minh ở khu vực đã trực tiếp đe dọa tới an ninh quốc phòng của họ, và họ giành quyền để mà ngăn chặn cái việc mà tập gọi là các cái cuộc tập trận này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, của Nam Hàn, của Nhật Bản và kể cả của Bắc Hàn. Trong khi đó thì các chuyên gia cho biết là các cái cảnh sát mà trạm cảnh sát hải ngoại của Trung Quốc đặt ở tại New York có thể trở thành một cái công cụ phá hủy cái xã hội Hoa Kỳ. Sau khi có bản báo cáo hồi tháng 9 nói rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở ít nhất 110 cái trạm cảnh sát của họ bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn cả ở thành phố New York, một số chuyên gia lên tiếng cảnh báo là các cái trạm cảnh sát mà được xem là của Cộng sản Trung Quốc ở bên ngoài Trung Quốc và đặt ở một số thành phố ở các quốc gia Tây Phương, đặc biệt là ở New York, có khả năng phá hủy cái xã hội Hoa Kỳ. Frank Gagne là giám đốc điều hành của một cái tổ chức đặc cách về chính sách an ninh, một tổ chức chiến lược có trụ sở tại Washington cho biết đây là một phần trong việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những cái hành động được xem là hoạt động gián điệp và phá hoại những cái xã hội Tây Phương ở trên toàn cầu. Trung Quốc không đơn giản chỉ buộc người dân quay trở về Trung Quốc để chịu trách nhiệm trước các phiên tòa. Tuy nhiên, họ có thể hướng dẫn cho những người dân đó làm những chuyện mà gây ra nguy hiểm, bao gồm cả việc hoạt động gián điệp, thuê mướn chiêu mộ người, các chiến dịch gây ảnh hưởng, phá hoại và giám sát, cũng như là Trung Quốc đã có những cái hành động được xem là có thể sẽ gây nguy hiểm cho những xã hội khi mà họ đặt những cái trạm cảnh sát ở bên ngoài nước Trung Quốc và đặc biệt là nhắm vào những thành phố có ảnh hưởng trên thế giới. Ông Gagne cho biết là chính sách này đã cho chúng ta thấy rõ ràng Bắc Kinh vẫn đang tìm cách gọi là gây ảnh hưởng trên các cái cộng đồng người Hoa, và bây giờ họ thọc cậy vào luôn cả các chính quyền địa phương. Tổng cộng có 230.000 người đã bị các cái văn phòng này ép quay trở về Trung Quốc để chịu các cái án phạt từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi mà họ dùng các cái văn phòng cảnh sát này để uy hiếp những người đã đào thoát ra khỏi Trung Quốc và định cư ở những quốc gia khác. Và những văn phòng này đã tìm tới và dùng người thân, bạn bè và kể cả gia đình của họ để uy hiếp họ và buộc họ quay trở về Trung Quốc. Đây được xem là một cái hành động gây nguy hiểm và có thể phá hoại các cái nền tảng của các xã hội dân chủ. Và họ kêu gọi là phía của Cộng sản Trung Quốc cần phải có một cái sự trừng phạt đối với họ khi mà họ bắt đầu gia tăng cái mạng lưới hoạt động gián điệp và cái hoạt động của cơ quan mật vụ của Trung Quốc. Trong khi đó thì Tòa Đại sứ Trung Quốc đã từng gửi một cái lá thư cho thấy rằng là cái lời phát biểu của ông Mike Pompeo khá là ảnh hưởng Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong tháng 9 thì Tòa Đại sứ của Cộng sản Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ đã gửi một lá thư cho Viện Houston Institute sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra hàng loạt những đoạn video cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những cái hoạt động được xem là gây nguy hiểm và gây vi phạm về hoạt động nhân quyền.
ông Pompeo đã post cái lá thư của tòa đại sứ này trong cái cuộc nói chuyện ở tại cái viện chiến lược ở Washington của Houston Institute vào ngày 4 tháng 10. Trong đó ông là chủ tịch và là thành viên của cố vấn của viện Houston đặc trách về tình hình của Trung Quốc. Trong khi đó thì ông Mike Yu vốn và là một cựu viên chức đặc trách về chính sách Trung Quốc trong thời mà ông còn là ngoại trưởng của Hoa Kỳ, và trong đó thì ông nói rằng người Đảng Cộng sản rất e ngại người dân nói lên sự thật. Trong lá thư gửi ra thì tòa đại sứ này nói rằng viện nghiên cứu Houston Institute đã chiếu những cái video mà gây tổn hại cho mối quan hệ của hai quốc gia. Trong đó thì ông Mike Pompeo trong ngày 4 tháng 10 đã bỏ trên Twitter nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn tôi phải chấm dứt nói ra sự thật và nó sẽ không xảy ra chuyện này. Và trong ngày 5 tháng 10, ông viết trên Twitter đã không có cái gì và sợ hãi đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất là sự thật người dân nói ra, hay là người dân nói ra sự thật. Và kể từ ngày 13 tháng 9, ông đã công bố một số những đoạn video đã phát biểu về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái đầu tiên, ông ta chỉ ra cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc và chế độ dân sự tại Trung Quốc, hay là người dân của Trung Quốc, mà đây chỉ là một cái trò cướp quyền một cách hợp pháp của Cộng sản Trung Quốc. Và trong cái video thứ hai, ông bác bỏ cho rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ là một quốc gia đầy phân biệt chủng tộc, và trong đó gần như là cái lời phát biểu của ông, và ông đã đưa ra cái lá thư đe dọa từ phía tòa đại sứ Cộng sản Trung Quốc đối với lại ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay, và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cảnh sát Thái Lan đã điều tra một nhóm thu hình của đài truyền hình CNN trong vụ tấn công của quốc gia này ở một cái trường tiểu học. Bản tin mới nhất cho biết là cảnh sát Thái Lan đang mở cuộc điều tra về mẫu báo cáo rằng là các chuyên viên của đài truyền hình CNN đã bước vào cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em để tường trình một số những cái sự kiện sau cái vụ thảm sát tại đây, khiến cho 20 người đã ít nhất đã bị thiệt mạng. Các giới chức cho biết ngày chủ nhật, Dana Chokbosom được xem là lãnh đạo của thị trấn ở địa phương nói với các thông tin viên rằng việc mà đã bước vào trong cái trung tâm chăm sóc sức khỏe này một cách bất hợp pháp và không được đồng ý của chính phủ là một điều không thể chấp nhận được. Chúng ta phải có một cái tiến trình pháp lý rõ ràng. Tôi không muốn công bố tất cả những chi tiết, ông đã nói lên như trên sau khi mà mở cuộc điều tra với một số cái crew làm việc cho đài truyền hình CNN, khi mà họ đã bước vào trong đây một cách bất hợp pháp và không có sự đồng ý của giới chức chính quyền trong lúc họ đang mở cuộc điều tra về vụ thảm sát này. CNN trước đó đã tweet rằng ở trên Twitter nói rằng là cái nhóm làm việc của họ đã bước vào trong cái khu vực này, và trong đó thì phía cảnh sát đã cho lấy đi một số những bằng chứng tại đây, và họ đã thu hình một số ở khu vực này khoảng 15 phút trước khi mà rời khỏi. Và trong giai đoạn này thì gần như là họ đang tìm cách tìm hiểu về sự thật tại đây. Tuy nhiên thì cái hiệp hội đặc trách về ký giả của Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích hành động của CNN là hành động đầy tính chất gọi là thiếu nhạy cảm, và trong đó nói rằng họ cần phải phối hợp khi mà họ bước vào một cái nơi đang bị điều tra và đang được cảnh sát điều tra mà không được phép của phía của chính quyền của Thái Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của phía của quốc tế ngày hôm nay, và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay thì là các phái đoàn đã bắt đầu tới Đài Loan để tham dự vào đại lễ song thập. Đầu tiên hết là một phái đoàn của Nhật đã đến Đài Loan và hiện nay đang viếng thăm mộ của cố tổng thống Lý Đăng Huy. Bản tin mới nhất cho biết là phái đoàn nằm trong nghị viện của Nhật Bản, dẫn đầu bởi người dân biểu có tên là Furuya Kenji, là chủ tịch của cái hiệp hội đặc trách về các thành viên trong nghị viện của Nhật Bản với Đài Loan, đã tới ngôi mộ của tổng thống Lý Đăng Huy để mà viếng thăm và thắp một nén nhang cho ông. Trong đó thì một trong những cái phái đoàn này đã được dẫn đầu bởi Lee Anni, là chủ tịch của cái gọi là Lý Đăng Huy Foundation, đã không thể đón tiếp được phái đoàn của Nhật Bản. Tuy nhiên trong một lá thư gửi ra thì cho biết rằng là sẵn sàng đón chào phái đoàn của Nhật Bản, và trong đó gần như là Đài Loan là một trong những vùng lãnh thổ mà đang có những cái sự tế nhị, và 19 thành viên này sẽ có mặt ở trong cái nghị viện của Đài Loan và sẽ tham dự vào đại lễ song thập vào ngày thứ hai tại Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái phái đoàn đầu tiên, và phái đoàn của Đức cũng đang có mặt tại Đài Loan trong cái chuyến viếng thăm và dự cái buổi lễ đại lễ song thập này. Bên cạnh đó thì phái đoàn Canada
cũng đã đáp xuống Đài Loan ngày hôm nay. Bản tin mới nhất cho biết là một phái đoàn của Nghị viện Canada đã đáp xuống Đài Loan ngày hôm nay, dẫn đầu bởi một cái chủ tịch trong phái đoàn nghị viện của Đài Loan là Judy Scroll, đã tới Đài Loan vào sáng ngày Chủ nhật. Và những phái đoàn này gồm nhiều đảng, bao gồm các đảng bảo thủ lẫn đảng cấp tiến ở tại Canada, và họ chúc mừng cho Đài Loan dựa trên cái tinh thần là nghị viện của Canada vẫn tiếp tục chúc mừng cho ngày lễ quốc khánh của Đài Loan. Và họ cũng sẽ gặp gỡ với bà Tổng thống Thái Anh Văn, cùng với lại Phó Tổng thống là ông Lai Ching-ti và Thủ tướng của Đài Loan là ông Su Chen-shan và Ngoại trưởng Joseph Wu, cũng như là Chủ tịch của cái Hội đồng Lập pháp của Đài Loan là Yu Sik-kun. Ngoài ra thì một số những phái đoàn của các quốc gia khác như là ở bên Đức, ở tại Lithuania cũng đang có những phái đoàn đã có mặt ở đảo quốc Đài Loan để chuẩn bị tham dự vào đại lễ song thập được xem là một cái ngày lễ quốc khánh của Đài Loan, giữa lúc mà Bắc Kinh đang quan sát rất cẩn thận về những phái đoàn đã tới thăm đảo quốc Đài Loan và dự vào đại lễ song thập của Đài Loan. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này, và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp. Và đừng quên cái livestream vào chiều ngày hôm nay lúc 4 giờ chiều giờ California ở tại San Jose. Phong và Trương Quốc Huy sẽ cố gắng livestream về cái buổi gặp gỡ với tất cả khán giả đồng hương bạn hữu, với các ứng cử viên gốc Việt và các anh chị em nghệ sĩ tại khu Grand Century Mall ở tại San Jose. Mến chào tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.